Bạn gọi tôi phản quốc. Đọc những dòng comment của mọi người, tôi thấy có dòng chữ phản quốc. Cảm ơn bạn nào đó đã thúc đẩy tôi phải viết bài viết này. Thưa bạn, hai vợ chồng tôi từ trại tị nạn Songkhla, Thái Lan đến Mỹ vào tháng 5 năm 1978 và chúng tôi đã bắt đầu đời sống mới trên đất Mỹ. Tôi nói mới vì tôi nhận xét thấy mọi sự đều kỳ lạ và kỳ diệu. Khi chiếc máy bay của Nhật Bản vừa đáp xuống phi trường Los Angeles, tiểu bang California vào lúc chiều tối. Tuy vậy, tôi vẫn cảm nhận được sự vĩ đại của nước Mỹ. Rất tiếc, chúng tôi bị trễ chuyến bay đến tiểu bang chúng tôi sẽ cư trú. Thế rồi, chúng tôi phải gọi điện thoại cho bạn tôi để kiếm nơi ở tạm qua đêm. Dương đến gặp chúng tôi chừng nửa tiếng sau, rồi dẫn chúng tôi đi ra khỏi phi phường. Đang còn trong phi trường, Dung thấy thùng nước đẩy vào nút bấm, một vòi nước lạnh bắn lên cao vừa đủ cho mình kê miệng vào mà uống. Hai vợ chồng tôi cũng bắt chước uống nước một cách dễ dàng, nước làm mát lạnh xuống đến cổ rồi xuống bao tử. Lúc đó trời chạng vạng tối, chúng tôi đi xe ngang qua những cây cao thẳng vút lên trời. Cành lá nó xòe ra giống như cây dừa, trông rất đẹp mắt. Tôi mới chợt hỏi, mấy cây này tiếng Mỹ gọi gì thế Dung? Palm tree. Trời chợt sụp tối, mỗi lần xe chuyển lên, mỗi lần chúng tôi đều giật mình vì bánh xe như bị cọ quẹt cái gì đó ở dưới mặt đường. Nhìn xuống đường, tôi mới để ý những nút sáng dạ quang thẳng tắp ở hai bên đường. Hỏi ra tôi mới hiểu, những nút dạ quang đó dùng để khi người lái xe buồn ngủ quá, xe lấn lên làm nghe, rột rột sẽ làm người lái xe giật mình và tỉnh ngủ ngay. Chúng tôi đâu khác gì những người nhà quê lên tỉnh thành. Thấy cái gì cũng lạ, khi máy bay đáp xuống phi trường nơi gần chỗ tôi cư trú. Tôi thấy một chiếc xe bus lớn lắm, rất nhiều người Mỹ đã đi theo xe bus để tiếp đón chúng tôi về Upland. Mà chúng tôi chưa từng quen biết họ, từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Thật kỳ diệu khi chúng tôi nhìn thấy một bảng hiệu có đèn chớp Welcome Nguyên Van Phát Family. Ngày hôm sau, những người Mỹ họ chở tôi và vợ tôi đến ở một ngôi nhà rộng lớn với 4 phòng ngủ và nói với tôi rằng tiền nhà chỉ trả cho bà Hemlich $90 và họ còn chở thẳng đến nơi mà chúng tôi sẽ làm việc. Thật vô cùng ngạc nhiên, chỉ trong vòng một tháng, trừ tiền ăn uống, trừ tiền nhà, chúng tôi để dành được $900. Tôi chạy qua thằng hàng xóm, nó tên Randy, tôi nói, hey Randy, mày có thể dẫn tao đi mua xe được không? Nói đúng ra, khi vừa đến Mỹ, anh ba tôi đã thảy cho tôi cuốn sách dạy lái xe và nói rằng em học đi thứ 7 tuần sau. Anh sẽ chở em đi thi giấy phép lái xe, learner permit. Đúng sáng thứ 7, tôi nộp bài test cho ông thầy, ông ta chấm điểm ngay, ông cười cười nói, mày thi rớt rồi, mày chỉ đúng 17 câu thôi. Phải trên 18 câu đúng mới đậu. Thế rồi, ông thầy mới hướng dẫn tôi 3 câu sai, phải trả lời như thế nào? Bất chợt, ông ta tự quyết định, ok, tao cho mày đậu, và ông ta đã ký giấy phép cho tôi ngay. Hai vợ chồng tôi được Randy chở đi mua xe. May mắn thay, khi vừa đến auto sale, có một ông nọ đang bán xe Pontiac đời 69. Xe mới chạy có 9 năm, còn mới tinh, giá bán $550. Vợ chồng tôi đều đồng ý mua ngay, rồi làm giấy tờ. Quý vị thử nghĩ coi, hai vợ chồng tôi qua Mỹ với hai bàn tay trắng. Chỉ một tháng sau, chúng tôi làm chủ một chiếc xe hơi. Nhớ lúc trước khi ra đi vượt biển, chúng tôi đã từng nếm đủ khoai, sắn, bo bo. Nói thật, chúng tôi đang sống nghèo và đói, đói lắm. Rồi qua Mỹ, chỉ một tháng sau, tôi giàu có hơn hàng chục triệu dân ở Việt Nam vì chúng tôi đang làm chủ một chiếc xe hơi, một TV màu $30, một sofa $15, một bàn ăn $10. Lẽ dĩ nhiên tất cả đều mua cũ chứ không phải mới. Lúc đó là lúc mà tôi nghĩ về quê hương tôi nhiều nhất. Trời ơi, sao đồng bào tôi phải sống quá nghèo khổ như thế này? Tự nhiên, lòng yêu nước dâng trào trong lòng tôi. Tôi tìm hiểu về lịch sử chính trị của Mỹ. Đó là lớp học đầu tiên của tôi khi mới bước vào Đại học Hoa Kỳ. Chỉ 3 năm sau, tôi đã ra trường với bằng cử nhân khoa học điện toán BScS với GPA bằng 3,44.
trong khi đó nhiều người phải học ít nhất là 4 năm. Ngoài chính phủ Mỹ tài trợ Basic Grant, tôi còn mượn thêm National Student Loan và Guarantee Student Loan. Nhưng chỉ vài năm sau làm việc là tôi đã trả nợ xong. Nước Mỹ đã cho tôi niềm vui. Trong khi đó, chế độ Việt Cộng đẩy tôi vào cảnh nghèo, đói và tủi nhục. Nhờ học lịch sử chính trị Mỹ, tôi hiểu rõ nước Mỹ giàu mạnh nhờ vào tam quyền phân lập và nền tự do ngôn luận, tự do truyền thông, báo chí, được gọi là đệ tứ quyền. Người dân thật sự làm chủ đất nước mình qua lá phiếu của họ bầu cho người đại diện như dân biểu, nghị sĩ hoặc tổng thống. Đơn giản và rất đơn giản, chứ có khó khăn gì đâu. Nếu những tên cầm quyền Việt Cộng muốn thay đổi, muốn đất nước Việt Nam giàu mạnh, thử hỏi nếu quý vị đặt vào trường hợp như tôi, quý vị sẽ nghĩ thế nào? Vì lòng yêu nước, yêu đồng bào, yêu dân tộc tôi phải chịu hy sinh, dấn thân, đấu tranh để giải trừ Đảng Cộng sản Việt Nam và chế độ mọi dợ Việt Cộng đang cai trị dân tôi. Gần như tất cả thời giờ tôi đều dành cho việc đấu tranh. Tôi bắt đầu viết nhiều từ năm 1990 cho tới nay. Mỗi ngày tôi viết 1-2 bài nên tổng cộng có thể lên đến vài chục ngàn bài viết. Tôi viết để giúp đồng bào tôi giải trừ chế độ Việt Cộng để được sống vui, sống tự do, sống hạnh phúc như tôi đang sống. Tất cả chỉ vì tấm lòng yêu nước của tôi. Bạn nói tôi phản quốc nhưng bạn chẳng chứng minh được. Bạn thử nhìn chế độ Việt Cộng và Đảng Cộng sản Việt Nam đã hành xử ra sao? Đối với tôi, chế độ Việt Cộng sử dụng lá cờ đỏ sao vàng của giặc tàu Phúc Kiến là phản quốc. Chế độ Việt Cộng thờ lại tên gián điệp giặc tàu Hồ Quang Hồ Chí Minh mới là phản quốc. Đảng Cộng sản Việt Nam giăng biểu ngữ Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm mới là một đảng phản quốc. Chỉ có một Tổ quốc Việt Nam quang vinh muôn năm mà thôi. Đảng Cộng sản Việt Nam đòi đứng trên Tổ quốc Việt Nam là mang tội phản quốc đấy. Và còn vi phạm vào thật thà, khiêm tốn, dũng cảm đấy, chế độ Việt Cộng dạy dân yêu nước là yêu xã hội chủ nghĩa, đó là phản quốc. Yêu nước chính là yêu Tổ quốc Việt Nam, đơn giản thôi mà. Chứ người dân có biết xã hội chủ nghĩa là cái quái gì mà đòi yêu nhỉ? Biểu ngữ công an nhân dân, còn đảng còn mình cũng mang tội phản quốc đấy. Công an nhân dân phải biết phục vụ cho nhân dân, cho dân tộc, cho Tổ quốc, chứ phục vụ cho Đảng Cộng sản Việt Nam là mang tội phản quốc rồi. Lời tuyên thệ của đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam tuyệt đối trung thành với Đảng Cộng sản Việt Nam cũng mang tội phản quốc đấy. Tổ quốc luôn được đặt trên hết. Phải nói tuyệt đối trung thành với Tổ quốc mới chính xác. Đặt đảng trên Tổ quốc là mang tội phản quốc. Tôi thách thức bất kỳ một đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam nào vạch ra những sai lầm hay phản biện bài viết này của tôi. Tôi hứa sẽ vui vẻ trả lời, nhưng nhớ rằng tôi giành quyền không trả lời cho những ai cố tình đánh phá cá nhân, nhục mạ cá nhân.